Kính thưa quý vị, đường chân trời của thành phố New York nhảy theo giai điệu của Alicia Keys hôm thứ Hai, 26 tháng 11, khi tòa nhà Empire State đã ra mắt hệ thống đèn LED mới. Keys chính thức bắt đầu trình diễn ánh sáng bằng cách bật một công tắc đèn thật trong chương trình phát thanh trên đài phát thanh Clear Channel tại New York. Đêm nay là một đêm đáng kinh ngạc cho Alicia Keys và thành phố New York. Là một người gốc New York, Keys thực sự sẽ là một phần tên tuổi của tòa nhà Empire State Building vì tòa nhà đang được thắp hệ thống chiếu sáng mới và nhấn bằng các bài hát của Keys. Hơn 16 triệu màu kết hợp với các hiệu ứng đã được sử dụng trong cuộc trình diễn ánh sáng. Gợn sóng, lóe sáng, lấp lánh và nổ tung đã được sử dụng phối hợp với bài hit của Keys, đó là Empire State of Mind. Keys nói, khi tôi bật công tắc điện đêm nay, giống thể toàn bộ tòa nhà rực lửa. Đây là cảnh tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Pháo hoa rực rỡ trên tòa nhà thật sự đáng kinh ngạc. Tòa nhà Empire State cao 1.454 feet, tầng đài quan sát là điểm đến du lịch phổ biến nhất của khu vực.